hưởng ứng gọi là ôm cái trái tim các bạn ơi. Kiểu như em bị đau tim, em bị ngọt tim, em chết ấy, kiểu vậy các bạn. Ở đâu mình thử lại một cái nữa nha các bạn. Đây. Trời tạo ra địa chấn. Phạt cái đầu anh là điểm nhấn. Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Thì mình là PONBI đây, ok. Thì hôm nay tiếp tục series gọi là review mod trên Minecraft PE để mình này à. Thì ok, thì đến với cái mod hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn, đó chính là một cái mod gọi là Dead Animation. Đó là những cái chết cực kỳ là ngầu lòi lắm mình này à. Thì cái mod này nó sẽ áp dụng với những con vật thôi nha các bạn. Ồ, những con mod chứ, những con mod trong Minecraft chứ. Đấy. Thì khi mà cái con mod bình thường nó chết thì nó không có gì đâu các bạn, nó sẽ bốc khói đúng không? Để khi mà mình sẽ cài cái add-on này vào, một cái mod này vào thì những cái chết của nó sẽ trở nên thú vị hơn. Đấy, các bạn nhìn thấy có hào hứng không? Đấy. Ok. Thì để cho cái việc mà review mod nó suôn sẻ hơn một tí thì mình đã có chuẩn bị ở đây khá là nhiều cái quả trứng luôn nha các bạn. Ok, vậy mình sẽ lấy cái hàng trứng đầu tiên nha các bạn ơi. Hy vọng là mình sẽ cho các bạn xem những cái chết gọi là phê lòi nhé các bạn ạ. Đấy. Ok, mình thử mình lấy nhiêu đây trứng thử nha. Đấy. Ok, để cái con đầu tiên là một con villager các bạn ạ, một con dân làng gọi là dân làng không thân thiện vô lắm đó mấy này. Ok, mình xin. Cái giọng của mình thì nó hơi bị khàn nếu các bạn thông cảm nha. Thì bữa giờ mình hơi bị bệnh đấy nên thời gian ra clip đúng hơi chậm, các bạn thông cảm cho mình nha các bạn ơi. Ồ hồ, các bạn nhớ bấm like video cho mình nha các bạn ơi. Đấy. Ok. Đấy, thì đây là một con villager các bạn, mình thử đánh nó nha các bạn ơi. Wow, cái gì đó mình nài à, cái gì mà cầm cung cầm kiếm mà chỉ em vậy. Ui, vãi nồi bạn ơi, các bạn có để ý là cái mình sẽ lên đây mà đánh nha các bạn ơi. Tại vì nó văng xuống biển thì mấy bạn không nhìn rõ lắm đúng không các bạn ơi. Đấy, mình sẽ lên đây mình thử. Một này, hai này. Đấy. Thường đó nó sẽ chết. Ui, cái đầu nó bị sức ra đó các bạn ơi, nhìn kinh dị vãi cái nồi các bạn ơi, máu te văng te tu luôn mấy anh hai. Ui. Đấy, đấy là cái chết đầu tiên của anh Villager bạn ạ. Ok, mình sẽ đến với con mod thứ hai nha các bạn. Đây là một con gọi là Seed. Con này con gì, hình như là một con rùa đúng nhờ. Ôi, cái này là một cái quả trứng các bạn ơi. Vãi nồi, mình bấm lộn các bạn ạ. Đây, đây là một con ong nha các bạn. Không biết cái con ong này nó có chết. Wow, con ong này hình như là không có các bạn ạ. Đấy. Tiếp theo là con Creeper, cái con mà trong Minecraft ai cũng gọi là không thích đó các bạn ạ. Đây. Đấy. Hình như là những cái con nào mà sinh ra nó có một cái thanh máu ở trên ấy. Đấy các bạn hãy để thanh máu ở góc trái bên phải, các bạn có thấy là hình như những cái con này sẽ có những cái chết animation các bạn ạ. Ok, mình sẽ thử với con Creeper nó sẽ như thế nào nha các bạn ơi. Wow. Đấy. Wow. Wow. Các bạn có thể thấy là một con Creeper khi mình đánh nó sẽ bị gọi là phân tán những cái bộ phận da vào một cái chữ bùm nổ lên và bùm, để nó xem biến mất luôn các bạn ạ. Mình thử lại cho các bạn xem nữa các bạn ơi. Đấy. Ôi, xịn chưa mấy bạn ơi. Thì mình sẽ tới cái con vật tiếp theo các bạn ạ. Đây là một con dolphin. Dolphin là một con cá heo nha các bạn. Không biết xin cái con cá heo trên bờ có như thế nào nha các bạn. Ok đi. Đấy. Xin lỗi nha. Hình như con này cũng có animation nữa các bạn. Ủa? Hình như là mình phải thử nó review ở dưới biển thì nó mới phát huy tác dụng thì sao ấy nhờ. Đợi để mình xuống thử nè. Ơ, cái con này thì vẫn không thấy cái gì nó xảy ra các bạn à. Đấy. Đây là một con donkey, là một con lừa nha các bạn. Nếu bạn không biết thì đây là một con lừa. Đấy. Ui, sao nó nhỏ xíu, nó xíu xíu vậy. Hình như con này cũng vẫn không có animation các bạn à. Đây. Cái tiếp là một con gọi là con gì nhờ. Ôi, một con zombie đuối nước các bạn ạ. Con này vẫn không có animation các bạn ạ. Đấy. Và tiếp theo là một con elder, một con gọi là thủy quái dưới biển các bạn ạ. Ôi, hình như con này vẫn không có các bạn ơi. Ôi, con này trâu vãi cả nồi. Ôi, có con gà ngay đây luôn các bạn ạ. Không biết con gà nó có animation không nhờ. Mình sẽ thử các bạn ơi. Ui, bay lên không trung các bạn ơi, lên thiên đàng luôn, vãi cả nồi. Ui, đẹp vãi bạn ơi. Ở đây nó có một vũng máu và một cái gì đó gọi là một cái tổ chim hay sao nhờ các bạn, hay là một cái dòng cái tổ của con gà bạn à. Ui, xịn thực sự bạn ơi. Đầu để mình test thử một con gà nữa nhờ. Ui, sao chở thua vậy bạn. Đấy. Và đây chỉ là một con polar bear, là một con gấu tuyết thì sao nhờ, đúng nhờ. Thì bọn là đấy chuẩn luôn các bạn ơi. Đây là một con gấu tuyết nhìn có vẻ hầm hố nhờ. Không biết cái chết của nó sẽ như thế nào các bạn ạ. Đấy. Ui, nó vẫn giống như một cái con gà hồi nãy các bạn ạ, nó vẫn bay lên trời các bạn, như thiên đàng vậy. Đấy, nó vẫn để lại một cái dòng, gọi là một cái dòng của thiên thần này sao anh hai à. Các bạn nào biết cái dòng này là dòng gì các bạn comment dưới video cho mình biết nha các bạn ơi. Đây là nó cũng một cái dũng máu như một cái con gà vậy các bạn ạ. Không khác gì nhau. Đấy, và tiếp theo sẽ là một cái con butterfish, thì là một con cá các bạn ạ. Con cá thì mình sẽ test dưới nước nhờ. Đấy, mình sẽ test dưới nước coi thử nó có phát huy tác dụng của nó không. Ôi, hình như là không các bạn ạ, tại vì mình không thấy cái thanh máu. Đây, tiếp theo là con rabbit, là một con thỏ bạn ạ. Đấy, tiếng Anh chuẩn chưa các bạn ơi. Đấy, thỏ. Ôi, con thỏ có nè các bạn. Ui, con thỏ nó có giống những con còn lại đâu các bạn ơi, nó vẫn bay lên trời các bạn ạ. Vá cà nồ thì chứ. Đây, một con samlon là con gì nhờ? À, một con cá bạn ạ. Hình như con cá này không có bạn ơi. Đấy, không có để bị sạch các bạn ạ. Đây là một con Fletcher. Ủa, Fletcher mình review rồi mà nhờ. Đúng rồi, Fletcher mình review rồi các bạn ạ. Wow, cái chết cái con Fletcher nhìn nó là gọi là kinh dị vãi cái nồi các bạn ạ. Chặt đứt cái đầu luôn các bạn ơi, vãi. Mặc dù mình chém ngay chân nha, mình vẫn chặt đứt cái đầu. Đấy là một con cừu nha các bạn. Wow, đa số cái con mod trong đây nó hình như nó vẫn bay lên trời các bạn ạ. Ui, nhìn có vẻ xịn sò, con bò thật sự ạ. Ok, bây giờ sẽ cắt những cái trứng này vào. Ui, chết rồi các bạn ơi, mình lỡ tay vứt cây kiếm đi các bạn ơi. Ok, không sao, có thêm một cái kiếm mới các bạn ạ. Đấy, bây giờ mình sẽ tiếp tục cái công việc gọi là review những cái con này. Đấy, còn một số ít trứng thôi các bạn ạ. Đây, cái con vật tiếp theo chính là một con sugar các bạn ạ. Hình như sugar không có nhớ bạn ạ. Wow, không có bạn ơi. Và đây là con cyberfish, một con này cũng không có đúng không bạn ạ. Con slime, slime hình như là không các bạn ơi, tại mình không thấy thanh máu ấy. Hình như đa số cái con nào có thanh máu thì sẽ có những cái chết animation các bạn ạ. Đây, một con stray. Wow, con này có vẻ nhìn hầm hố nhờ, mà không có animation các bạn ạ. Đấy, nó chỉ chết, nó chỉ rơi ra xương thôi bạn, không có animation gì hết. Đây là một con tropical fish. Wow, cá nhiệt đới à. Đây là con zombie villager bạn ạ. Wow, không có bạn ơi. Đây là một con zombie fishman, hình như là con zombie fishman thì là mình đã thấy xuất hiện cái thanh máu các bạn ạ. Hy vọng là cái chết của nó sẽ là gọi là cái chết địa ngục các bạn ạ. Đấy, các bạn có trông chờ đây. Wow, thật là vãi nồi, nó gọi là văng ra từ phía sau các bạn ạ. Ui, bây giờ ra kiểm cái máu xanh xanh nhờ. Ui, thực sự cái máu này, máu của con zombie fishman nó bị màu dính màu xanh các bạn ạ. Đây, mình thử lại một lần nữa cho các bạn xem nha. Đấy, ui, nó bị mặc dù mình chặt ở chính giữa thôi nhưng mà nó bị đứt cái tay nữa các bạn. Ui, cũng xịn sò phết nhờ. Đây, đấy, đó là những cái trứng tiếp theo. Ok, bây giờ sẽ cắt vào và tiếp tục công việc là review tiếp những cái trứng còn lại nha các bạn. Nếu bạn thích video này đừng quên để lại cho mình một like và một đăng ký. Nếu bạn là người mới thì các bạn hãy click vào cái chuông kế bên để nhận thông báo mới nhất từ video của mình nha các bạn ơi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Dạ, tiếp công việc thôi bạn ơi. Wow, đây là một con ngựa ma. Nếu mà chơi sinh tồn thì mình sẽ không bao giờ gặp cái con này các bạn ạ. Thì con này khá là hiếm thấy luôn ấy. Hình như con ngựa ma này không có. Ui, con chó sói này có đấy bạn ơi. Mấy bạn có để ý cái thanh máu không? Ui, những cái con mod mà thân thiện ấy thì đa số là nó sẽ biến lên gọi là lên thiên đàng các bạn ạ. Đấy, đọc cái này con Wither Skeleton là một con người khô héo nhờ, đúng nhờ, đúng hoài này này. Không biết cái con này nó chết như thế nào nhờ. Ui, ui, nó ra một đống xương nữa các bạn ơi, thật là vãi nồi. Ủa, tại sao cái con này nó chết nhưng vẫn là có cái dòng thiên đàng nhờ. Ui, các bạn để ý như một đống xương khô ấy. Wow, mình test lại một lần nữa cho các bạn xem nha. Ui, một đống xương khô luôn các bạn à. Đây, khá là ok, khá là xịn. Đây, ui, wow, khá là kinh dị các bạn ơi. Cái đầu nó ở trong nó không có gì luôn các bạn à. Một cái đầu trống lỏng luôn các bạn ơi. Đấy, tiếp theo là cái con Windy. Con này là con gì các bạn à? Mình không biết, đem spam để thử nha. À, thì ra là cái này là gọi là kẻ giám hộ đúng không? Mình cứ quên cái tên của anh hai này nhờ. Các bạn nào biết các bạn comment bên dưới cho PONBI nha. Đấy, mình thử cái này nha. Wow, Cái anh này chết có một cái hiệu ứng gọi là ôm cái trái tim các bạn ạ. Kiểu như em bị đau tim, em bị ngợp tim, em chết ấy, kiểu vậy các bạn. Ở đâu mình thử lại một cái nữa các bạn. Đây các bạn có để ý là các bạn, anh ấy sẽ ôm cái trái tim của mình kiểu như là mình đã bị cô ấy từ chối rồi. Đấy kiểu vậy kiểu vậy. Ok mình thử nha các bạn. Thấy ôm trái tim mà gục ngã. Ôi ôi cái chết thật là thê thảm các bạn ơi. Đây một con tiếp theo là một con gì nhờ, con tên là When the Stream, một con thử một con lama với anh dân làng. Đây mình thử con lama nha. Ôi con lama đúng như mình nghĩ là những con mod mà thiện lành nó sẽ bay lên thiên đàng các bạn ạ. Không biết là anh dân làng dương mục này sẽ chết như thế nào các bạn ạ. Mình nghĩ là anh dân làng dương mục này nó sẽ không có cái Dead Animation các bạn ạ. Đấy mình biết ngay là anh dân làng này không có mà. Dĩ nhiên là cái con còn lại này chắc chắn là nó sẽ bay lên thiên đàng các bạn. Ủa sao nó không bay thiên đàng? Ui sao mà con này là chỉ con là con zombie các bạn ạ. Zombie hình như là có bạn ơi. Ui zombie gọi là một cái mục mình để vô cái chỗ nào mà mát một tí mình review cái con zombie nó dễ hơn. Đây ví dụ ở trong đây nha bạn, con zombie thì nó chết một cái kiểu gọi là khá là bựa các bạn ơi, một pha gọi là bay nguyên thân xét luôn các bạn. Ôi vãi cái nồi, mình kiếm cái chỗ nào mát mình review cái con này. À đây trong hang đó các bạn, mấy cái con mà sợ ánh nắng mặt trời khó review vãi cái nồi các bạn. Đây zombie đây. Ok mình thử nha. Đấy nó sẽ bị gọi là văng cái người va và nó bị nứt từng mảnh luôn các bạn ạ. Mình sẽ thử cho bạn xem cho rõ hơn nha. Đấy wow, nó bị chặt cho hai phía luôn các bạn ơi. Wow, được của nó các bạn ơi, cũng là xịn sò đấy. Và con cuối cùng hình như cái con này là mình đã có review rồi hay sao á. Đầu mình sẽ bay về cái chỗ cũ đây. Ok hồi nãy giờ mình vẫn chưa review những cái con golem hay là những con gì không có cái trứng sinh giá bạn ạ. Đây là một con rùa các bạn ạ. Không biết cái con rùa này nó chết như thế nào, mình thấy thanh máu này bạn ạ. Ui khi con rùa chết nó sẽ bị nghiêng mình các bạn ạ. Đấy kiểu như nó bị vỡ cái mai rùa hay sao bạn ạ, nó bị nghiêng cái mình nó đi ấy. Đấy ui và nó rơi ra một cái cọng rêu các bạn ạ. Đây cọng rêu thì bình thường nó vẫn rơi ra bình thường nha các bạn. Thì ok mình sẽ thử một cái con gọi là một cái con hầm hố nhất trong phiên bản này. Không biết Minecraft mình có con này không nhờ. Đây mình cho bạn xem một con golem, con panda chăng. Ui panda có nữa các bạn ơi. Không biết cái con panda nó chết như thế nào nhờ. Ui bay lên thiên đàng các bạn ạ. Đấy thì đa số những cái con mà mod hiền lành thì sẽ bay lên thiên đàng. Con này không có nha bạn. Một con dưới đại dương các bạn là thủy cung vẫn không có. Ui review mà 2 đêm nữa các bạn, thật vãi nồi thì chứ. Mình nghĩ là tới chút cái con gọi là golem các bạn. Không biết cái con golem có nha. Mình hy vọng là cái chết của golem sẽ rơi ra những cái thanh sắt các bạn ạ. Đấy hy vọng là vậy. Ok con này nó hơi trâu nên đánh nó hơi lâu nha các bạn. Ui trâu dễ nhai. Hình như là con này golem không có bạn ơi. Mình không thấy thanh máu của nó ấy. Đấy không có luôn các bạn ơi. Thì ok vì mình đã review được một số con mod các bạn ạ. Nên nếu bạn thích video này đừng quên để lại mình một like, một subscribe ủng hộ một kênh mình nha bạn. Nếu mình đã có thiếu cái con gì các bạn comment ở dưới video cho mình biết nha bạn ơi. Nếu bạn nào thích cái mod này mình sẽ để link dưới phần mô tả để bạn download về và trải nghiệm cùng mình nha bạn ơi. Yeah, chúc các bạn một ngày tốt lành. Bye bye.